Rồi xin chào tất cả các bạn nha các bạn ơi. Chào các bạn trở lại với kênh anh em Vlog nha. Thì hôm nay mấy anh em mình sẽ lấy cái con tàu này các bạn test cái con tàu với chiếc ghe nha các bạn. Chiếc ghe với con tàu này giờ mấy anh quá trời thử động cơ rồi. Bây giờ hai anh sẽ đua. Anh ghe này anh hấp đứt cái tàu kéo nha các bạn. Rồi ok. Bắt đầu vô bánh anh ơi. 1 2 3 4 nè. Rồi chưa khoan. Hết ga nha, bắt đầu 1 2 là 3 3 buông anh chạy qua tới bên đó kia thử coi chiếc nào chạy trước nha các bạn. Rồi ok. 1 2 3 buông. Năm ăn năm thua các bạn ơi. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Quá dữ rồi, quá dữ rồi, quá dữ rồi. Quá dữ rồi. Quá dữ rồi. Quá dữ rồi, chứ ghe nào không lại rồi. Chỉ là không lại rồi, quá dữ rồi. Chạy đâu quá trời ơi, chạy về đây nè. Đúng rồi. Quá dữ rồi, quá dữ rồi, anh chạy quá chạy rồi. Quá dữ, anh chạy sống quá sống các bạn. Vậy là chiếc tàu kéo ăn 1-0 nha các bạn. Sao anh, sao anh? Kéo luôn. Rồi kéo luôn. À, mình nãy giờ mình quên cho các bạn coi là lại nha. Đây. Chân vịt bốn cánh, vịt mũ bay lớn nha các bạn. Đây. Bốn cánh vịt thiết chạy hai cánh. Khó luôn gạo ơi, gỡ khó nó ra coi. Quá khó. Khó luôn còn gì đó. Rồi, ok, giờ này mấy anh em mình sẽ test hai ẻm tàu kéo tới 20 tỷ nữa. Sẽ test hai ẻm kéo lộn nha các bạn. Anh em Vlog. Anh em Vlog. Ok, ok anh. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ luôn nha. Ê, cuộn đây trước nè. Cuộn đâu? Cuộn đây trước nè. Cuộn này vậy? Cuộn hai bỏ này nè anh Tư. Cuộn đây trước nè. Gì trời? Nè, quán quay nè, đó. Vậy thử tao lấy con mày đi. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho em nha. Không, phải ủi xa mới được. Ủi gần gì là nó mặc lực ra. Cái nó kéo cái một là ghe này về nhào dưới đây luôn nè. Chân vịt mình nước thì hốt hơn này. Kéo cái một này luôn hả? Chơi sợ hay sao? Không có, tại vì cái thằng này nó hốt nước hết hơn hai thằng này ta hai cánh, ta hai chân vịt lận. Ừ, chơi chứ. Hai ảnh đang chuẩn bị nha các bạn. Cục vậy là bị ấy liền. Bởi vì mình có một tàu giữa mà mình thì dân tàu kéo mà nó không phải. Anh giật như vậy là tự nó tự sáo vậy nó liệt cái ghe là lật cái ghe. Anh cuộn liệt ra nghe em nãy đi. Ừ, mình cuộn đâu. Thì phải kéo theo yêu cầu thôi. Ok. Đó, mình kéo theo yêu cầu mấy anh trên đây đang coi nha các bạn. Đó, mấy anh hỏi kênh mình tên gì luôn các bạn ơi. Đó, khán giả rất là đông nha các bạn. À, các bạn thấy hay đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ anh em mình nha. Quay nãy giờ là nói chung là cầm máy quay rung là mấy bạn biết đó, lạnh như trâu vậy đó. Quá lạnh các bạn ơi. Cột dây xa ra mới được nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ kéo lộn nha các bạn. Rồi cho anh ơi, chuẩn bị xong rồi đó. 1 2 3 4 chạy. Quá dữ rồi, quá dữ rồi, thôi thôi. Kéo quá dữ rồi. Vô nước. Nhường cái. Chết rồi. Quá mạnh các bạn ơi. Vừa thôi, lo quá là chiếc ghe vô nước á. Cậu
Còn nha các bạn, thì nãy giờ cái clip anh em mình đang đua với nhau giữa cái ghe và cái tàu ủi các bạn. Cái ghe 7 tỷ và cái tàu ủi 20 tỷ các bạn. Thì anh ghe anh thua, giờ mình bắt anh vòng. Mình làm thêm một clip là vòng ủi cái anh tài công này nha các bạn. Là qua con sông luôn các bạn. Nó vậy mà nó chạy qua con sông ở quê mình luôn nha các bạn. Con sông này là dài cả một cây mấy gần 2 cây số đó. Cây mấy số nha các bạn. Rồi bắt đầu anh em mình tiến hành quay nha các bạn. Rồi ok. Bắt đầu anh chạy nha các bạn. Đây qua sông. Qua sông của mình nha các bạn. Áo gác dặm lên đi con. Chạy sắp mượt lên đây nè, sắp mượt thì chạy được cồn á, để một hồi nước nó sôi về qua tới chỗ giặt đau luôn giờ. Cái anh ghe 7 tỷ này chắc đủ quá, tôi bán ảnh mà hạ giá quá. Gì đâu mà ảnh Thì đây nha các bạn, có một cái anh xà lan đang chạy cặp theo mấy anh em mình luôn nha các bạn. Mình đang chạy theo anh xà lan quá lớn luôn. Đây là mấy anh em mình, cái clip này là mấy anh em mình quay là không có tua, cũng không có tự sự giúp sức của xuồng đồ đẩy về nha các bạn. Chỉ có một số sự cố là mấy anh em mình chỉ tắt để sửa cái con ghe lại thôi, chứ mấy anh em mình hoàn toàn là nhờ con tàu ủi với cái ghe nó kéo về nha các bạn. Ra lại. Đó, ra là chậm thôi.
rồi xe đi, xe đi. Rồi các bạn ơi, cái sự cố cái ghe này nó ủi nó cứ lặn, ủi kéo cứ lặn hoài bạn ơi. Giờ mình chơi mình lên chứ tủi ủi ảnh vô luôn nha các bạn. Bây giờ là được hơn nửa xong bạn ơi. Cho anh tủi ủi vô luôn. Ơi chạy vô đâu đâu. Vô vô không ai? Đủ chạy hai máy chạy mạnh mà. Dính cỏ luôn các bạn. Rồi gần vô tới bờ nha các bạn. Bên nãy giờ. Rồi vô đi. Bên ra nha các bạn. Các bạn ơi, sắp tới vô tới bờ các bạn. Rồi tới bến nha các bạn. Clip mình đến đây kết thúc nha các bạn. Thì các bạn rồi cái xuồng lắc. Bạn xem thấy hay hãy đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha các bạn. Cũng như cho anh em mình like để ủng hộ tinh thần anh em mình là ra clip tiếp theo nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn. Rồi đó cha ơi cha, cặp bến đi cha ơi. Rồi vô bến luôn, vô bến luôn. Rồi mày ngồi dưới đó, mày ngồi dưới đó đi, mày ăn cơm mày ể dưới đó đi. Tôi đi dập đâu. Chị dập đạn đâu. Vô bến các bạn ơi. Ấy chứ hả chúng kia.
Rồi ngưng chưa? Ngưng được rồi.